that many female students raised questions. Normally they are a little bit more hesitating, but here they raised a lot of questions, and it was not only technical questions, there was also questions related to their opportunities in the market. Quả thật là chủ đề về năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng nó đang là một cái xu hướng rất là nóng ở tại Việt Nam. Xin được chúc cho các bạn sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật sẽ có một cái tương lai nghề nghiệp rất tươi sáng, và các bạn sẽ thực sự là những nhân tài trong tương lai của thị trường lao động Việt Nam. Và hy vọng rằng sau khi kết thúc buổi hội thảo ngày hôm nay, các bạn sẽ có được những cái kinh nghiệm và điệp truyền tải với tất cả những sinh viên khác trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Đến với hội thảo ngày hôm nay thì em đặc biệt ấn tượng với diễn giả Marcus và anh Tony Hồng cũng như là chị Phương Mai đã cung cấp cho em một số thông tin rất là bổ ích về thị trường việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cũng như là một số vị trí và những kỹ năng cần thiết thì khi em tốt nghiệp và trở thành một nhân viên của công ty. Sau buổi hội thảo ngày hôm nay thì em cảm giác là rất là vui và rất là thích cái buổi hội thảo hôm nay. Nó đã mang lại cho em rất nhiều kiến thức bổ ích. Cái phần hôm nay thì em thích nhất cái phần chia sẻ của chị Phương Mai, vì chị đã cho em biết về những cái tiêu chí để có thể một sinh viên như em ra ngoài có thể được nhận vào một công ty và có thể phát triển hơn trên con đường sau này. Xin cảm ơn.